tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận giá mà. Hình ảnh của những thanh niên, thiếu nữ và học sinh đổ ra đường phố nhiều nơi để gọi là cổ võ cho đội tuyển đá banh hay gọi là túc cầu. Mà sau năm 75 gọi là bóng đá xuất hiện thì những hiện tượng cuồng điên cũng xuất hiện theo với danh từ này. Có một bài viết cho rằng đội tuyển bóng đá Việt Nam đã làm thổn thức và mang niềm hạnh phúc dân trào đối với hơn 90 triệu con tim Việt Nam. Sự điên cuồng này là để ủng hộ cho AFF Cup là giải túc cầu vô địch Đông Nam Á giữa các nước trong khu vực. Sau trận chung kết thì dân chúng nhất là giới trẻ ở Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng đã ồ ạt đổ ra đường ăn mừng. Họ mang nồi niêu son chảo xô nhựa, tức là bất cứ thứ gì mà có thể gõ ra tiếng là được, ở đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng. Con nít ở trên mặt cũng được cha mẹ bôi cờ đỏ và cùng nhau đi ăn mừng. Người ta không quên đầu năm 2018 khi đội tuyển U23 Việt Nam loại đội Qatar bước vào chung kết giải vô địch túc cầu. Thì ngay sau khi kết thúc trận bán kết, theo báo chí thì hàng triệu người dân từ thành phố cũng như là thôn quê ở Việt Nam đổ ra mừng. À, chiến thắng của đội tuyển trên đường phố. Những cô gái ăn mặc hở hang đứng trên xe máy lắc lư theo tiếng nhạc ồn ào trong tiếng cổ vũ của đám đông. Thanh niên cởi đồ chạy ra đường ăn mừng chiến thắng. Nhìn những cảnh này trong tình hình đất nước nhiễu dương, có người phải ngậm ngùi nói rằng giá như người Việt Nam mình cuồng nhiệt với cải cách giáo dục văn hóa như đá banh thì tuyệt vời quá. Nhưng cũng đã có người nhận xét khó lắm, được mỗi có bóng đá thôi. Còn những thứ khác ít ai quan tâm. Một trong những mấy thứ khác đáng quan tâm hơn nhiều đó là nền giáo dục. Hiện thời đã xuống dốc một cách thê thảm mà đứng đầu Bộ trưởng Giáo dục là ông Phùng Xuân Nhạ. Kẻ văn dốt chữ nát, vừa đạo văn lại vừa nói ngọng. Sách giáo khoa đầy rẫy lỗi chánh tả sai văn phạm Đảng Cộng sản còn tung ra hai tên tiến sĩ Bùi Hiền và Hồ Ngọc Đại trong chiến dịch gọi là cải cách tiếng Việt để dọn đường hán hóa cho nhanh và trơn tru hơn. Thế mà chỉ có một số phụ huynh và một số ít người lên tiếng, còn cả nước im lặng. Họ cũng im lặng khi tình trạng người giữa trẻ mà tiếng Việt Nam mới gọi là bảo mẫu, khủng bố hành hạ con nít giả mang, nhận đầu vào bồn cầu, vào thùng rác, tạm thức ăn vào miệng trẻ em cô thầy giáo đối xử hung bạo với học sinh. Vụ mới nhất là việc cô giáo phạt một em học trò vì em này nói tục. Bị cô giáo bắt mỗi 10 học trò như vậy cho 23 cái tác, tổng cộng 230 cái tác. Em này bị đau quá cho nên lại lên tiếng chữ tục và cô giáo cho cái tác thứ 231. Chuyện học sinh chữ tục cũng không có gì lạ. Chữ đi em được cả nước sử dụng, kể cả con nít tiểu học thế mà không ai lên tiếng vì chính vì họ cũng bị đồng hóa vào văn hóa DM hai chữ DM này hay những danh từ tục tiểu khác cũng được học sinh kể cả nữ sinh dùng trong các trận đánh nhau trả thù thanh toán như là xã hội đen trong khi những học sinh khác đứng nhìn cổ võ quay phim chụp hình một cách vô cảm và cái chữ vô cảm này cũng là sản phẩm được sản sinh từ chế độ cộng sản vô nhân bản, nghĩa là không cảm tính, vô tâm hay là dưỡng dưng. Thế nhưng khi muốn bày tỏ tình cảm ồn ào, ngoài sức tưởng tượng như cổ võ thể thao, cổ võ cho chọi trâu, cổ võ cho việc chém lợn thì họ ồn ào vô cùng. Thật ra, biểu hiện lòng yêu nước qua các môn thể thao là chuyện bình thường của tất cả dân tộc ở trên thế giới. Như trước năm 1975, Việt Nam cũng đã từng đoạt những cấp thể thao vô địch Đông Nam Á. Nhưng mọi người cổ võ trăm điểm cảm xúc hân hoan rộn ràng nhưng mà lịch sự. Vì đó là nhờ dân miền Nam hưởng được nền giáo dục nhân bản đạo đức của hai nền Cộng Hòa. Chứ không phải tràn ra đường rồi khua, nồi niêu, son chảo, hò hét, lố bịch như dưới thời xã hội chủ nghĩa. Vì giáo dục là giá trị căn bản ắt có và đủ của một quốc gia và tuổi trẻ là rường cột của đất nước. Khi sự giáo dục trở thành vô giáo dục thì nhân cách con người được biểu lộ qua hành động, cử chỉ và lời nói. Thưa quý vị, rường cột của đất nước bây giờ không có một giọt nước mắt nào cho quê hương, không có một giọt nước mắt nào cho những em trẻ thơ, không có cơm đủ ăn, không có áo quần lạnh đủ bận không có giọt nước mà mắt nào cho người dân bị cướp nhà cướp đất lang thang không nơi nương tựa mà họ chỉ nhỏ nước mắt trong những trường hợp quái dị như a khi anh chàng nhạc pop của hoa kỳ michael jackson qua đời nếu họ dùng bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ để cổ vũ cho những cuộc biểu tình chống lại âm mưu bán nước của đảng Cộng sản qua cái gọi là đặc khu 99 năm kinh tế, cho tàu thuê hay là cổ vũ rầm rộ khi người dân xuống đường chống lại cái luật an ninh mạng, thì lúc đó mới có thể nói rằng Việt Nam đã làm thổn thức và mang niềm hạnh phúc dân trào đối với 90 triệu con tim Việt Nam. Giá mà họ chia một ít cuồng nhiệt như là đá banh cho quê hương thì hay biết mấy. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.